Trân trọng kính chào khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Thưa quý vị, trận chiến tại Ukraine với cái sự xâm lược của quân Nga trong những ngày qua vẫn là cái đề tài nóng hổi và được nhiều nơi chú ý. Đặc biệt là chú ý một nhân vật, đó là ông Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, mà một số người gọi là thằng Hề. Thằng Hề, Hề không thì không biết, nhưng mà ông được rất nhiều người ngưỡng mộ. Cho nên có thể là một thằng Hề lên làm Tổng thống nhưng mà làm được Tổng thống, trong khi có những người làm Tổng thống nhưng mà chỉ là một thằng Hề. Đúng không? Và chúng ta thấy rất nhiều lãnh đạo trên thế giới này là Hề. Đó. Hề lắm luôn. Muốn tôi kể 3 ngày nó chưa hết. Đó. Nhưng mà Hề làm Tổng thống đó, mà được người dân ngưỡng mộ thì có vẻ hơi hiếm. Nếu không muốn nói là sắp sửa tuyệt chủng, cho nên chỉ còn có một mà thôi, đó là Zelensky. Đó. Thế thì trong những ngày qua người ta hâm mộ ông này quá. Người ta thấy ông này không có kinh nghiệm chính trị gì cả. Mà tôi đã từng nói trước đây chương trình này, tôi bảo là ông này đó, ông không có kinh nghiệm chính trị, cho nên ông nhiều khi ông phát biểu linh tinh, làm cho ông Putin ông khó chịu. Ông có cớ ông đưa quân vào. Trong khi lãnh tụ các nước khác đó thì họ khôn ngoan hơn, họ không phát biểu linh tinh. Họ nói năng đâu đó là nó cẩn thận, hoặc là cần cầm giấy đọc. Đó, chúng tôi đọc vấp tí xíu nhưng mà chúng tôi nghĩa là đọc nó không có sai. Còn ông này á, thì ông gọi là nói bất ngờ lắm, thành thử đôi khi ông khí thế, với ông nói cho người dân có khí thế, đâm ra là ông Nga ông khó chịu, ông có cớ. Nhưng mà ngược lại chính cái cá tính ông này làm cho nghĩa là người dân người thấy từ một anh Hề trong quả kép, một lãnh đạo mới không có kinh nghiệm chính trị mà trở thành một người được người dân yêu chuộng, và ông chính cái tinh thần của ông đã làm cho người dân Ukraine chống cự quân Nga trong những ngày qua. Không biết trong những ngày tới chịu nổi hay không, mình không biết. Không? Có thể là ông, tới khi quý vị nghe gì xong vài ngày sau, một hai bữa sau ông tắt thở rồi. Không? Mà ông không sợ. Cái quan trọng là ông ở lại, ông không có đi. Đúng không? Thì người ta ngưỡng mộ quá. Lát tôi nói tiếp có tại sao cái chuyện ở lại. Nhưng mà giờ tôi nói một cái hiện tượng. Ngưỡng mộ quá đầm là ta làm gì? Người ta làm tin giả. Cái vụ này nó giống như hồi bầu cử năm 2016, 2020. Giống như cái vụ đó Maradona đã banh, tôi nhớ hồi Mexico 86 ở Việt Nam đó. Có tin đồn là Maradona tự tử sau khi đoạt giải vô địch thế giới, bà con mình cứ vậy. Đó. Nhưng mà kỳ này á, là họ vẫn dùng một trong những phương pháp mà tôi đã từng gọi là lột mặt nạ ở trên chương trình này. Cách đây nghĩa là cũng phải có hơn 1 năm. Quý vị nhớ không? Cái thời kỳ mà ông Trump làm Tổng thống, tôi lột mặt nạ nhiều cái vụ lắm. Hôm nay tôi lột mặt nạ cái vụ này nữa. Là sử dụng hình đúng, nhưng mà ở thời điểm khác đem vào thời điểm hiện nay để đánh giận con đen, để làm gì? Bú phêm. Có chữ bú phêm, quý vị nghe bú phêm bây giờ chưa? Bú phêm là như thế này. Thấy ai đó đang nổi tiếng, thấy chuyện gì đang trending ở trên mạng xã hội, thấy không? Là chúng tôi nhào vô, chúng tôi ca ngợi và chúng tôi đưa những cái hình giả có, hình thiệt có, nhưng ở thời điểm khác chúng tôi đưa vào. Đó. Ví dụ những hình ảnh mà ông Zelensky đầu đội nón sắt, mặc áo ra trận, đi thăm binh sĩ, có từ năm 2021 mà người ta cứ đưa lên mạng xã hội để là ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tức là gì? Người ta làm vậy để kích động cái tinh thần yêu nước của người dân Ukraine. Ok, nhưng mà kích động một cách giả tạo. Đúng không? Làm cái gì cũng vậy hết. Chúng ta nên làm bằng cách là nó chân thật. Chứ còn dở mánh dở trò ra giống như cái thời kỳ bầu cử của Donald Trump, nó tệ lắm luôn á. Hồi đó vậy, hồi ông Trump đã ứng cử năm 2016, rất nhiều cái hình giả. Thì một trong những cái hình mà người ta hay đưa lên trong những ngày qua và người ta nói nó khác, là cái hình mà ông ra mặt trận, ông thăm binh sĩ hồi năm 2021. Mà bây giờ họ đưa lên, họ bảo là năm 2022. Xin mời kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi cái. Đây, cho quý vị coi này. Đó. Họ bỏ lên Facebook này, bỏ lên Facebook. Đó, thấy không? Để nè. Ngày 24 tháng 2 lúc 23:54, đúng không? Đúng không? Đây là Tổng thống của Ukraine, Zelensky. Ông lột bỏ quần áo bình thường và mặc đồ quân đội để tham gia quân đội, đánh nhau bảo vệ quê hương của Ukraine. Ông thật sự là một lãnh đạo. Ông thật sự là lãnh đạo là đủ rồi. Không cần dùng hình ảnh cũ để mà ăn gian. Điều đó thật sự ra người này ca ngợi ông này chính là lại hại ông này. Nghe không? Tại sao lại phải dùng những cái hình mà thời điểm nó sai như thế, thấy không? Tôi đã nghe quý vị nghe, ví dụ như quý vị mà có khen tôi chăng nữa đó, dạ làm ơn khen nó đúng. ông Dũng đen thì nói ông Dũng đen, chứ đừng bảo ông Dũng trắng là nó xạo, tôi nghe tôi biết nó xạo ấy. Mặc dù là đúng là ông Dũng, nhưng mà bảo là ông Dũng trắng thì là sai. Đó, rồi một cái hình nữa, các bạn coi laptop lên đây, đây, đứng ở mặt trận, trời ơi, ngày 25 tháng 2, Tổng thống Zelensky của Ukraine, một bức hình đáng bằng ngàn lời nói, thấy không? Ý nói là ông ở mặt trận, thấy chưa? 25 tháng 2, dạ thưa từ năm 2021 đó, 2021 thế mà khối người tin rồi gì nhé, xe, đi xe với người khác nữa, xe để gì? Để bú phêm luôn, tôi nói thẳng luôn, quý vị có chịu tôi xin lỗi, nhưng mà bú phêm thì nhiều lắm, bú phêm là từ trong nước, phêm là sự nổi tiếng, thấy gì nó nổi tiếng, bú theo, đó để thì mình được nổi tiếng luôn, đó. Thì rồi đây này, có những cái là còn viết lên đó, Tổng thống Ukraine đang ở tuyến đầu đấu tranh, chiến đấu cho người dân của ông. Tổng thống Zelensky đã cầm lấy vũ khí và tham gia lực lượng quân đội để đánh lại cái bọn gọi là xâm lăng người Nga. Mà cứ thật là coi lại laptop ở đây, hai tấm hình ghê không kìa, mặt đằng sát khí, còn đây là lột nón ra, đây là viết này, thấy không? Đó, đang ở phân lai này, thấy chưa? Chiến đấu, đang ở tuyến đầu chiến đấu cho người dân của ông, thấy không? Tổng thống đã cầm vũ khí này, xạo toét, xạo hết. 2021, dạ thưa 2021 đấy, cứ bỏ lên thế này, tweet đây này, tweet để có tweet ngày mấy đấy, đây 25 tháng 2 quý vị thấy không? 25 tháng 2, 12:37 sáng, thấy chứ? Làm gì có hình này, có hình này nhưng làm gì có thời điểm này, cứ cái trò như thế đó. Thành ra là thưa quý vị, trong những ngày qua nhiều người mê ông này quá, mê đến độ mà bịa chuyện ra luôn, tôi gọi đó là bịa chuyện, là nói láo, nói dối, thấy không? Mà nói dối luôn cả bạn bè của mình, cả những người mà gọi fan của mình luôn, nhất là fan trên Face, fan trên Face. Ví dụ tôi có Facebook của tôi muốn nhiều người vô, thấy không? Coi, tôi bịa ra chuyện này, đó. Hình thật nhưng mà thời điểm giả để cho mấy người vô, u trời đâu ra ông Dũng có hình hay quá, thấy mấy người khác share, vô bẫy hết, vô bẫy mà nhiều khi tôi không biết luôn. Bức hình đó, những bức hình đó nó được chụp vào ngày 6 tháng 12 năm 2021, khi mà ông Zelensky đi ra thăm binh sĩ. Đây, xin mời kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi lại. Đây, đây cái hình này là hình thật đây, ngày 9 tháng 12, quý vị thấy không? 9 tháng 12 đây nè, đó của Reuters viết đàng hoàng đây, 9 tháng 12 năm 2021. Hình này 9 tháng 12 2021 mà bây giờ đưa ra tháng 2 2022, như vậy là đánh lận con đen, nếu không muốn nói là láo lếu, nói xạo. Đó là cái tình hình mà về hình. Tình hình đang rất tình hình, bây giờ đây tình hình về hình là hình xạo, thấy không? Hình thiệt, nói rõ là hình thiệt, không có xạo, nhưng mà bỏ vào thời điểm xạo cũng thành hình xạo luôn. Bởi vì hình nó phải có caption, nó phải có cái giải thích, chú thích, và nó phải có thời điểm. Mà anh chú thích và thời điểm sai thì hình nó thành hình giả luôn. Cái này không biết có phải lây ở bên fan cứng Trump, hồi đó fan cứng Trump là vua về cái vụ này đó, tôi nói biết vậy luôn. Chuyên môn là đồ giả đó. Thì đó là câu chuyện đồ giả mà khi mà ca ngợi Zelensky đó, có nhiều người bảo hơi không sao cả, chúng ta ủng hộ ông thì chúng ta bịa ra cũng được, miễn sao ông thắng thì thôi, thông cảm cho ông. Hay là nhiều khi chúng ta thấy có một chuyện gì đó, thấy không? Chúng ta nghĩ rằng mục tiêu cao cả của mình là đạt cái này, đúng không? The way justify the mean, đúng không? Đúng không? Giống như cái gì Vakhiali nói, đúng không? Kiểu mà ông tổ khoa học chính trị của Ý nói á, the way justify the mean. Nếu tôi đạt được mục tiêu, cái cách tôi làm gì kệ tôi. Nói vậy không được. Bây giờ thời buổi bây giờ làm kiểu đó người ta chửi cho. Ngày xưa đó thì không ai biết. Đi ngang nhà người khác, trên đường đánh trận, tôi sắp sửa đi là đánh trận, trận này là cứu nước, đánh quân thủ, tan hoang. Mà bây giờ tôi đang đói, tôi phải ăn cắp đồ người ta, thấy không? Để tôi ăn, đúng không? Để tôi ăn tôi mới có sức, tôi ra tôi đánh. Không tôi đánh được, thì nay mai tôi thắng trận bảo tôi là ăn cắp. Đó, tôi ăn cắp để tôi đi thắng trận. Nghe ngon quá đúng không? Hồi xưa đó thì đâu ai thấy. Dạ thưa bây giờ không biết nó thắng hay chưa biết, nhưng mà cái chuyện mình làm hoen ố cái chuyện đó, mình hại cái ông này. Đôi khi đó người Việt Nam chúng ta và nhiều người khác nó có cái tình trạng như vậy. không? Chúng ta nghĩ rằng là làm được cái điều đó là đúng thì bất chấp những gì mà chúng ta làm để đạt được điều đó. Nhưng cũng có một trường phái khác bảo no, anh làm một điều sai là không được, bất kể anh là mục tiêu đó là gì. Có đúng không? Chúng ta đôi khi cũng dạy con cái chúng ta như vậy, có đúng không? The way justify the mean hay là the mean justify the way. Đó, chúng ta luôn luôn bị cái chuyện đó. Hai cái, thấy không? Thành ra tôi nói với quý vị nghe, cái trường hợp Zelensky, ông đó người xứng đáng để được gọi là vinh danh, để mà mê, để mà phong anh hùng cho tùy quý vị. Nhưng mà sử dụng những cái này đó, nó nguy lắm. Tại vì sao? Hồi xưa đó, quý vị nói dối á, một người nghe thôi, có thể truyền 2-3 người, keo lắm trăm người. Bây giờ nói dối đó, một cái hình ảnh nó share lên như vậy, có thể cả thế giới. Nói dối cả thế giới là mà chúng ta không biết. Cái điều đó điều nguy hiểm vô cùng. Cho dù cái cuộc chiến của Ukraine có chính nghĩa tới đâu, cho dù quý vị thích cái ông Zelensky này tới đâu, không nên làm chuyện đó. Bởi vì làm cái chuyện đó thời buổi bây giờ rất nguy hiểm. Và chúng ta đã thấy nó từng xảy ra ở Mỹ năm 2016, năm 2020 rồi. Còn cái ông này vì sao mà ông được người ta nể nang, người ta khoái ông này, tôi sẽ phân tích tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. Truyền hình SCT, sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247. Tôi đang nói về Tổng thống Zelensky của Ukraine, được nhiều người ngưỡng mộ trong những ngày qua. Và ngưỡng mộ đến cái độ là họ làm những hình giả, tin giả để mà gọi là gì, xưng tụng ông. Không những ông mà còn nhiều bức hình khác nữa. Ví dụ đăng hình những cái người mà nói là ca sĩ này, người mẫu kia, bây giờ nó là cầm súng đi ra mặt trận. Tào lao nhiều lắm quý vị ơi, nhiều lắm luôn. Rồi lấy những cái hình mà chẳng hạn như là hai đứa bé vẫy quân, vẫy chào xe tăng, trên đó có lính Ukraine bảo tiễn các chú bác lên chiến trường, mà thực ra hình cũ không. Lấy ra bây giờ bởi vì nó giống chiến tranh năm 2021, bây giờ 2022, đó, nó nhiều lắm, hôm nào sẽ nói cho quý vị nghe, còn nhiều trò lắm. Nhưng mà hôm nay cái phần này tôi muốn nói cái chuyện tại sao các ông này không thành công trong cái việc mà được người dân ngưỡng mộ. Chúng ta thấy đó, ông không có kinh nghiệm chính trị, nhưng mà ông có lòng yêu nước. Ít nhất là cho đến giờ phút này. Chúng ta không biết trong những ngày tới của bỏ chạy không biết, nhưng mà ông ở lại. Ông ở lại. Và một trong những câu chuyện mà nổi tiếng mà cả thế giới đều biết là khi một sĩ quan tình báo của Mỹ báo cho ông biết là Hoa Kỳ sẵn sàng đưa ông lên nơi an toàn. Ban đầu Hoa Kỳ yêu cầu ông rời Kiev, thủ đô, để đến thành phố Lviv, nó gần Ba Lan hơn và nó xa khu chiến trường hơn, để có gì tổng vi thượng sách mà cho dễ. Ông không đi, ông bảo ở lại, thấy không? Rồi đó, khi mà kêu ông là đi lên máy bay đi, ông bảo không, tôi cần súng chứ tôi không cần chiếc xe. I need ammunition, I don't need a ride. Và khi mà quân đội Nga vào, ông kêu gọi người dân Nga, người dân Ukraine đứng lên chống lại quân Nga. Ông kêu gọi như nào? Xin ban kỹ thuật cho coi cái video đầu tiên. Trong đó, ông kêu gọi đây, chúng ta thấy có cả các nhân viên, thành viên nội các của ông luôn. Голова офису президента тут, премьер-министр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава Україні! Đó, quý vị thấy đó, ông nói đây, các vị bộ trưởng cùng tôi vẫn còn ở đây. Và chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ đất nước này và vinh quang với người dân Ukraine. Quý vị thấy không? Không mặc đồ cái là vét viết vào mặc đồ, lúc nào quý vị thấy ông mặc bộ đồ màu cứt ngựa, cái đầu bộ đầu quân đội Ukraine lên giống như một người đang chiến đấu. Và rồi khi mà quân Nga vào tới nơi, ông cũng kêu gọi người dân không buông vũ khí. Thậm chí quý vị biết đó, Bộ Quốc phòng của Ukraine còn kêu người dân làm cái bom Molotov cocktail để mà đánh lại quân Nga. Cái hãng bia Prada, bia Burberry ở thành phố Lip, thay vì sản xuất bia họ sản xuất những cái chai làm bom Molotov cocktail để cho người ta quăng. Mà trong hình cái chai đó là có hình ông Putin, trong cái chai có hình ông Putin. Ông yêu cầu người dân đứng lên chống lại. Ông yêu cầu như thế nào? Xin bà có thuật cho coi cái video thứ nhỉ. Morning to all Ukrainians. Lately, there has been a lot of fake information online that I called on our army to lay down arms and to evacuate. Listen, I am here. We will not lay down our weapons. We will defend our state, because our weapons are our truth. And the truth is that this is our land, our country, our children, and we will defend all of that. That's all I wanted to tell you. Glory to Ukraine. Quý vị thấy không? Ông nói chúng ta không buông vũ khí. Đây là đất nước của chúng ta, đây là tương lai của con cái chúng ta cần phải bảo vệ. Và hôm thứ Bảy tuần trước, khi mà quân đội Nga tiến vào thủ đô Kiev, sau 3 ngày họ đưa quân vào, họ khá là bất ngờ khi mà họ bị chống cự dữ dội. Đấy không? Họ chống cự dữ dội. Thì thưa quý vị, cái tinh thần của ông Zelensky, ông làm cho nhiều người dân, nghĩa là Ukraine, người ta hứng khởi. Nhất là sau cái vụ mà Ukraine bị Nga lấy cái bán đảo Crimea năm 2014. Và sau đó có một cuộc nội chiến có thể nói là khoảng từ 13 đến 15.000 người bị thiệt mạng. Ông Zelensky lên làm tổng thống năm 2019. Hôm trước tôi có nói lộn, tôi tưởng 2014 nó nói lại. Có khán giả đã góp ý tôi mở ngoặc tí. 2014 thì cái ông Yanukovych bị thua cái ông Petro Poroshenko. 5 năm sau, ông Poroshenko thì thua ông với lại 30 mấy ứng cử viên khác nữa. Thua ông Zelensky, ông lên từ năm 2019 đó. Thì khi mà ông lên đó, ông trao đổi tù binh với bên Nga để làm sao cho mọi thứ nó êm ả, thấy không? Cho đến một ngày, ông cứ đòi vào NATO, nhưng mà NATO đâu cho vào. NATO không chịu cho vào. Nhưng mà ông Putin cứ kiếm cớ bảo là ông này là phát xít, bảo là nước Ukraine là phát xít, ông bảo là defascify, tức là tôi sẽ đưa quân vào để mà phi phát xít hóa cái đất nước này. Rồi bảo là có một cuộc diệt chủng người Nga đây mà chẳng bằng chứng gì cả. Nhưng mà chúng ta biết là ông Zelensky này, ông người gốc Do Thái, bố mẹ ông Do Thái, ông nội là Do Thái. Thôi mà cái chuyện đó mình không nói tới, thì mờ ngoặc thì biết thôi. Khi tôi muốn đánh thì có cớ đánh hết. Nhưng vấn đề là chỗ này nè. Người dân của Ukraine thấy cái tinh thần của ông tổng thống của mình, không bỏ chạy. Một số người ở gần Ba Lan, hơn 100.000 người đã di tản, có trẻ em, phụ nữ gì đó lo sợ. Trong khi đó là có 22.000 người tính từ thứ Năm tuần trước đến thứ Hai vừa rồi. 22.000 người Ukraine ở khắp châu Âu đi về lại Ukraine để chiến đấu. Để chiến đấu. Ở đâu ra có cái đất nước lạ lùng như vậy? Cũng có, nhưng mà tôi nghĩ là thời buổi này hiếm lắm. Mà đa số những người này là ở những cái vùng gọi là khấm khá, ở những nước châu Âu đời sống tốt hơn Ukraine. Tốt hơn nhiều. Mà họ đi về để họ chiến đấu cùng ông Zelensky, bởi vì họ thấy rằng là tổng thống họ không hèn, không có hề. Cái đó là cái quan trọng, hiếm thấy ở một vị tổng thống nào. Cái người mà mới nhất đây là tổng thống Ghani của Afghanistan, quý vị nhớ không? Hồi tháng 8 năm ngoái, khi mà Mỹ rút quân Taliban vào là ông kia bỏ chạy qua các tiểu vương quốc Ả Rập, tổng thống Afghanistan đó. Ông này không bỏ chạy. Đó là cái điều mà phải nói rằng là nhiều người ngưỡng mộ ông này. Từ một anh hề mà lên làm cho nhiều người khác bị trở thành hề. Thấy không? Người ta bảo ông này hề, nhưng mà thực ra hành động của ông làm cho những lãnh đạo khác bị hề. Tôi nói thẳng như vậy luôn. Cái gì đi từ cổ tiết kiệm thì nhiều, tôi muốn nêu ra tôi đã nói nêu 3 ngày chưa hết, nhiều lắm luôn. Câu nói mà ông làm cho thầy nhớ mãi. I don't need ammunition, I need ammunition, I don't need a right. Tôi cần đạn. Khi mà đưa tôi cần xe súng chống tăng, tôi không cần đi. I need ammunition, I don't need a right. Câu nói này sẽ có thể là trở thành một câu nói lịch sử, đi vào trong lịch sử của Ukraine và có thể là của thế giới. Bất luận là ông Zelensky ngày mai, ngày mốt còn sống hay không. Chuyện đó bây giờ không thành vấn đề nữa. Khi ông đã nói cái câu này thì ông đã trở thành là một tử sĩ, là nếu nay mai ông bị thiệt mạng. Bởi vì ông nói ông là mục tiêu số 1 của Nga, định giết ông để lập một chính phủ mà thân Nga. Và ông ở lại ông chấp nhận cái điều đó, và ngay cả vợ con ông luôn, một vợ hai đứa con. Thì cái đó là những cái gì mà ông Zelensky làm cho người dân của ông cảm thấy hứng khởi và họ cùng ông chiến đấu. Một lần nữa xin nhắc lại quý vị, chưa chắc gì Ukraine chịu nổi. Có thể là sau khi bị nghe chương trình này xong là trước mấy ngày là quý vị nghe là cái gì đã xong hàng rồi. Nhưng mà đến thời điểm này khi tôi đang nói với quý vị, ít nhất ông Zelensky trở thành một tổng thống không hề tí nào cả. Và tôi nhắc lại, hành động của ông ở lại nước Ukraine làm cho những tổng thống khác, những lãnh đạo khác cảm thấy bị hề. Đó là câu chuyện đáng chú ý trong tuần gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.